Xin chào tất cả các bạn và các em, chúng ta lại quay trở lại cái chuỗi chuyên đề bài tập Estelipid 5 câu bài tập mỗi ngày. Với cái chuỗi này thì thầy rất là mong muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có được cái nhìn khái quát nhất về cái dạng Estelipid chuẩn bị có bên trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của các em trong năm tới. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi cái chuỗi video này có thể giúp thầy chia sẻ lại và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em ở đây ạ. Cảm ơn tất cả các em rất rất nhiều. Đây là những cái đề do thầy trực tiếp trích ra từ những cái đề thi thử của các cái trường chuyên, của các cái sở trong năm vừa rồi. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ. Về cái cấu trúc của đề thì sẽ là có từ câu số 1, câu số 2, câu số 3 là những câu mức độ nhận biết và thông hiểu. Câu số 4 sẽ là một câu mức độ vận dụng và câu số 5 nó sẽ là câu mức độ vận dụng và nâng cao một chút xíu. Thực ra bởi vì là nó theo đúng cái cấu trúc để thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của chúng ta thì nó sẽ là có khoảng tầm 3 câu ST dễ dàng và 2 câu ST khó nhai, trong đấy có một câu là cực kỳ khó và một câu thì mức độ vận dụng thôi. Ok ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay và nhớ ủng hộ thầy bằng cách tag giúp thầy tất cả các bạn của em vào nhé. Câu số 1 ạ. Đốt cháy 5,5 gram một ST no đơn chức, vì công thức của ST no đơn chức bạch hợp nó là CnH2nO2. Đốt cháy này thì mình thu được này CO2 này cộng với lại này H2O này N này. Được chưa? Vậy thì ở đây mình sẽ có là đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì anh này là 2N cộng với lại N là 3N, 3N trừ 2. 3N trừ 2 chia 2. Đúng không ạ? Thế mình có số mol của anh oxy của mình ở đây nó sẽ bằng là 5,88. 5,88 chia 22,4 bằng 0,2625 mol. 2625 mol. Thế còn lại số mol của anh ST thì mình sẽ tìm được bằng cách là mình lấy khối lượng chia cho phân tử khối của nó là bằng 5,55 chia cho phân tử khối ST. 12N cộng 2N là 14N cộng với lại 32. Ok không ạ? Thế thì bây giờ mình sử dụng đường chéo ở đây nhá. Chúng ta sử dụng đường chéo. Đấy, mình sẽ có là 5,55 chia cho 14N cộng 32 nhân với 3N trừ 2 chia 2 thì bằng 0,2625 nhân 1. Nhân 1 trên này. Đúng không? Và ở đây bây giờ mình bấm máy tính mình sẽ tìm được N. Đúng không? Các bạn cũng bấm máy tính hộ thầy xem N bằng bao nhiêu. 5,55 chia cho 14 này. N này cộng 32 này nhân với này 3 này N này trừ 2 này chia cho 2 này bằng này 0,2625 này. Đúng không ạ? Kết quả N chúng ta bằng 3. N bằng 3. Vậy thì hoàn toàn mình sẽ suy được nó là anh gì ạ? C3H6O2. Mình thấy 3 vào đây mà. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các em nhé. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Rất là dễ. Ok ạ. Câu tiếp theo ạ. Câu số 2. Từ 150kg metinmet acrylat có thể điều chế bao nhiêu kg thủy tinh hữu cơ với hiệu suất 90%? Thế thì ở đây thì có một cái chiêu nhỏ dành cho các em. Bởi vì ở đây nó cho kg và nó hỏi kết quả là kg. Vậy thì mình sẽ để là kg tấn tạ yến, mình coi nó như gam thì nó bình thường. Có nghĩa là với 150kg metinmet acrylat thì mình cứ để yên cho nó là metinmet acrylat đi. Metinmet acrylat, đây mình viết công thức rồi. Bởi vì các bạn thích công thức chứ thực ra bài này mình không cần công thức mình vẫn giải được nhá. Mình có thể giải nhanh một cách không cần công thức. Bởi vì ta nắm được rằng là gì ạ? Metinmet acrylat thì sau đó trùng hợp để tạo thành thủy tinh hữu cơ thì nó vẫn giữ nguyên cái cấu trúc đấy, nó không thêm vào, nó không mất đi. Đúng không ạ? Vậy mình chỉ cần lấy 150 nhân 0,9 là ra đáp án luôn. Thế nhưng mà đấy cách giải nhanh, để dành những bạn hiểu. Còn ở đây bây giờ thầy giảng cho những bạn nào mà chưa từng hiểu, không phải học sinh của thầy, lần đầu tiên xem video này.
Nào chúng ta cùng xem nhá. Metin mes arat, vậy cái điều kiện tiên quyết là mình phải nhớ được tên. Metin mes arat này, CH2 này, nối đôi này, C này, CH3 này, COO metin này, CH3 này. Đúng không ạ? Nhiệt độ áp suất xúc tác, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, CH2 này, C này, CH3 này, COO CH3 này. OK này, OK N lần này, đúng chưa? Hiệu suất là 90%, anh này là 0,9 này, đúng không? Thế thì câu chuyện nó đơn giản lắm. Các bạn ấy vẫn thích cần tìm số mol nhưng đối với thầy không cần. Đây, khối lượng nó giữ nguyên 150 kg, thì suy ra anh này là 150 thuận nhân 0,9 bằng, xong luôn. 150 nhân 0,9 bằng. Thế bạn nào mà nắm được cái chỗ này thì các bạn ấy không cần phải vẽ cái phương trình này ra, đúng không? Phương trình bạn chạy trong đầu, bạn bấm vào máy tính ra luôn, là bằng 135 kg. Đáp án đúng là đáp án B. Quá dễ dàng rồi mọi em ạ. Đúng không, các bạn thấy dễ dàng không? Câu số 3 nhé. Đây là đề thi thử tốt nghiệp của trường chuyên Liquidol Hà Nẵng này, lần 1 năm 2022. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,8g STE, có công thức là C4H8O2. C4H8O2 thì phân tử khối của nó bằng 88, thì mình tìm được số mol là 8,8 chia 88 bằng 0,1. Bằng dung dịch NaOH đun nóng thì thu được muối là RCOONa và m gam một ancol là R'OH. Thế thì số mol chúng ta nhìn anh này là anh axit, anh này anh este, nó đơn chức thì chắc chắn nó thủy phân ra anh muối này, số mol phải bằng số mol este. Và ancol số mol phải bằng số mol este. Mặt khác, đề bài này nói cho ông ta biết rằng là khối lượng muối bằng 6,8 thì hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của anh RCOONa nó chính bằng là 6,8 chia 0,1 bằng 68. Ok chưa? Và bằng 68 ấy thì hoàn toàn mình sẽ có là R cộng với 67 bằng 68. Vậy hoàn toàn mình tìm được R bằng 1. Và với R bằng 1 thì mình suy được luôn anh muối nó là gì? HCOO NA. Ok chưa? Thế mà HCOONa ấy, thì mình sẽ ngay lập tức mình sẽ tìm được ra là cái anh ancol của chúng ta, anh este, nó sẽ có dạng là HCOOC3H7. Vậy suy ra ancol của chúng ta nó sẽ là C3H7OH. Và hoàn toàn từ đó mình sẽ tìm được khối lượng của ancol. Khối lượng của ancol nó bằng là 0,1 nhân phân tử khối của C3H7OH thì bằng là 60. Đấy là thầy nhớ vậy, không biết có đúng không. 12 nhân 3 cộng 7 cộng 17 bằng, đúng là 60. Và kết quả chúng ta bằng 6 gam. Ok chưa? Và 6 gam này đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Quá dễ, đúng không em? Đấy, đấy là xong câu số 3 nhá. Câu số 4 ạ. Bởi vì là tại sao thầy làm cái chuỗi này? Tại vì là nhiều bạn, bạn ấy làm bài ấy, xong rồi các bạn đi thi xong, không phải học sinh của thầy, xong các bạn về tâm sự với thầy và bạn bảo là em làm bài xong em đi thi về em thấy sao trong đề thi nó lạ lắm, nó không giống như các cái câu ở bên trong các cái đề mà thầy cô em dạy cũng như là các cái đề mà em đã luyện. Thì cái mà các em gặp phải nó cũng chính là cái mà thầy gặp phải ngày trước. Bởi vì là cái này thầy không đổ lỗi cho ai cả. Thường bất kỳ một vấn đề gì thầy sẽ đổ lỗi cho mình đầu tiên, do mình không cập nhật đề thôi. Mình bởi vì bây giờ xã hội nó phát triển rồi, mạng xã hội nó phát triển, chúng ta phải liên tục cập nhật đề, chúng ta phải liên tục đi lên trên mạng để tìm tòi những cái đề thi thử để mình làm. Nhưng mà với các em thì năm nay em học lớp 12 thì các em không thể nào mà biết được rằng là cái đề nào sát với đề thi trung học phổ thông quốc gia và cái đề nào thì nên làm và đề nào không nên làm. Các bạn cứ làm theo kiểu mù mờ. Đấy là lý do và tại sao lại phải sinh ra có các thầy. Vì các thầy là luyện thi nhiều rồi. Thì chính vì vậy nên là thầy bản thân, các thầy khác thì thầy không biết, nhưng mà với thầy thì đối với lại những học sinh của thầy thì thầy luôn luôn là thầy lọc những cái đề. Ví dụ như cái đề nào về giảm tải nhá, thì thầy sẽ lọc hết ra.
thế không cho học sinh thể làm. Thế còn lại những cái đề nào mà không có giảm tải, có nghĩa đề nào mà chuẩn cho giảm tải đấy, thì thầy sẽ cho học sinh thể làm. Đấy, những cái đề nào mà dễ hơn đề thi trung học phổ thông quốc gia thì thầy sẽ bảo rõ cho học sinh thể biết. Những đề nào là khó hơn thì thầy sẽ bảo là đề này khó hơn đấy, để cho các bạn ấy có cái nhìn tổng quan, cái nhìn khái quát để đi thi, các bạn ấy nắm được là sức lực của mình tại đâu, đang ở đâu, đang ở vị trí nào. Bởi vì khi đi thi thì để mà trăm trận trăm thắng thì mình phải biết được mình nằm ở đâu, chứ không thể ảo tưởng với sức mạnh của mình. Cá nhân thầy ngày xưa thầy thấy có cái thời của thầy thì thấy có rất nhiều bạn ảo tưởng sức mạnh của thầy, dẫn đến là các bạn ấy thi không đi về, không đi được đâu về đâu cả. Thì thầy muốn hạn chế nhất cái việc đó đối với tất cả các bạn và các em đã và đang đã gặp thầy đấy rồi. Đấy, thì muốn hạn chế tối thiểu nhất những cái việc đó. Chính vì vậy nên là các bạn và các em nhớ rằng là click nút chuông theo dõi fanpage của thầy để xem những cái chuỗi video mà thầy chia sẻ liên tục và những cái live stream của thầy dành cho tất cả các bạn và các em nhé. Ok, cảm ơn sự ủng hộ của các em rất rất nhiều. Mình tiếp ạ, câu số 4. Câu này của trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa. Thực ra thì cái đề thi thử nào của Thanh Hóa cũng khó nhá. Bởi vì các bạn ở trong miền Trung, các bạn học chất lọc. E là một chất béo được tạo bởi hai axit béo X và Y. E là một chất béo được tạo bởi hai axit béo, là chất béo được tạo bởi hai axit béo và glycerol. Đấy, thế thì cứ để yên vậy nhỉ. Thế thì E cứ để yên vậy. Xà phòng hóa hoàn toàn 53,28 gam E bằng NaOH vừa đủ thì thu được hỗn hợp 2 muối khối lượng bằng 54,96. Dĩ nhiên đây có glycerol. Thế thì ở đây bây giờ mình bảo toàn khối lượng là mình ra đấy. Mình đặt số mol của glycerol là A thì số mol NaOH là 3. Thì hoàn toàn nếu ở đây thì đi bảo toàn khối lượng thì mình có khối lượng của E 53,28 cộng khối lượng của NaOH là 40 nhân 3 bằng khối lượng của glycerol là 92A cộng khối lượng của muối là 54,96. Và hoàn toàn đến đây mình tìm được 120 trừ đi 92 bằng 54,96 trừ đi 53,28 đóng một đơn chia N bằng A bằng 0,06. A bằng 0,06. Với A bằng 0,06 thì suy ra số mol glycerol bằng 0,06, số mol NaOH bằng 0,09, số mol E bằng 0,06. Ok. Bây giờ tiếp tục đề bài nói chúng ta là mặt khác, nếu đem đốt cháy hoàn toàn 52,38 gam E. E này mang đốt cháy ạ. Thì thu được CO2 số mol bằng 3,42. Nước số mol bằng 3,24. Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng phân tử của X có giá trị là bao nhiêu. Thế thì sau khi tìm được rồi thì bây giờ mình sẽ làm này. Mình sẽ thấy rằng là số nguyên tử carbon của E nó bằng là số mol CO2 là 3,42 chia cho số mol E là 0,06 bằng 3,42 chia 0,06 bằng 57. Vậy anh E chúng ta bên trong phân tử của nó sẽ có số nguyên tử carbon bằng 57. Đúng không ạ? Và do E có số nguyên tử carbon bằng 57 thì cái E này nó được tạo bởi từ hai axit X và Y, nên suy ra X và Y thì đều có số nguyên tử carbon là 18, thì đều có dạng chung là C17HZ trung bình COONa. Z là Z trung bình. X và Y là hai axit nên là COH, hai gốc axit COH. Đúng ạ? Bởi vì chỉ có X và Y cùng có dạng như vậy thì nó mới tạo thành số nguyên tử carbon là 57. Đây thì viết cái công thức của cái thằng E ra cho chúng ta nhìn. Thì mình cộng vào mình mới nhìn thấy là nó C17
HZ trung bình, Z này là số nguyên tử hydro trung bình nhá. COO 3 lần C3H5. Được chưa? Ok không? Thế thì số nguyên tử hydro của E, số hydro của E thì nó bằng 2 lần số mol nước, 3,24 nhân 2 chia số mol E là 0,06 bằng 3,24 nhân 2 chia 0,06 bằng 108. Đấy, số nguyên tử hydro trung bình bằng 0,0 là 108. Thế thì từ số nguyên tử hydro trung bình bằng 108 đấy thì mình sẽ tìm được Z trung bình nó bằng 108 này trừ đi 5 này chia cho 3 này 34,3. 34,3 thì nó nằm giữa một anh, nó sẽ là số nguyên tử hydro. 34,3 thì nó sẽ nằm giữa hai anh, một anh là 33, một anh là 35. Đúng không? Bởi vì là số nguyên tử hydro ở bên trong đằng Z này nó phải là một số lẻ, C17H35 hoặc C17H33 thôi. Đúng không? Bây giờ mình test thử nhá. Mình test thử đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng mol phân tử của X. Thì đấy, bây giờ mình còn xem là nó có bao nhiêu gốc nhỉ? Xem nó có bao nhiêu, một thằng có hai gốc, một thằng có một gốc. À thế không được, thế thì mình không giải kiểu này được. Thế thì mình đặt thế này đi, mình không đi tìm Z trung bình nữa. Mình đặt XY có dạng thế này, XY có dạng Z trung bình rồi. Thì bây giờ mình không đặt XY có dạng Z trung bình nữa, mà bây giờ mình suy ra E luôn đi. Mình không đặt XY có dạng trung này nữa, mà mình suy ra là X luôn đi và suy ra Y luôn đi. Thì như vậy mình giải theo hệ cho dễ. C17HXCOOH, Y nó sẽ là C17HYCOOH. Nên thằng E của chúng ta nó sẽ có dạng là C17HXCOO C17HYCOO 2 lần C3H5. Về đề bài hỏi là số hydro trong E bằng 108 thì mình sẽ có là suy ra là X cộng 2Y sẽ bằng 108 trừ 3 bằng 105. Và đến đây mình lập bảng XY. Với X bằng 35 thì Y bằng 105 trừ đi 35 bằng chia 2 bằng, ui, với X bằng 35 Y bằng 35 luôn. 105 nhá trừ đi 35 bằng chia 2 bằng, ô, thế là lỗi à? 108 mà. 108 trừ 3 thì đúng là bằng 105 thật. Mình có thấy đã có đang bị lỗi ở đâu không nhỉ? À đâu, đúng rồi mà. Thằng E này là tạo bởi X và Y. Hydro ở đây nó sẽ là, à đây không phải là trừ 3, trừ 5. 108 trừ 5 đây. 108 trừ 5 thì bằng 103. Tí toàn ấy. 103 trừ đi 35 bằng chia 2 bằng 34. Đúng không nhỉ? 103 trừ 35 bằng chia 2 bằng 34. Y thì không có 34 được nên loại. Đúng không ạ? Tiếp tục. Với X bằng 33 thì Y nó sẽ bằng là 103 trừ đi 33 bằng chia 2 bằng 35. Thế là thỏa mãn luôn nhỉ? Vậy suy đanh E của chúng ta nó sẽ là C17H33COO C17H35COO tất cả 2 lần C3H5. Và từ đó mình sẽ tìm được phân tử khối của Y, nó sẽ bằng là 888 đúng không? Cái này thì thuộc rồi. Nhưng đề bài hỏi cái gì? À đề bài là hỏi là phân tử khối của X cơ. X đây. C17H35COH, vậy phân tử khối của X
Nó là 12 nhân 17 cộng 35 cộng 45 bằng 284. 284 đáp án đúng, đáp án C. Đấy, thì nếu mà thi nó sẽ thi những cái kiểu như này em. Thì các bạn cần phải chú ý nhá. Mình sang tiếp câu khó nhất trong cái đề này. Đấy, câu số 5. Đấy, các bạn nhìn thấy các bạn đã sợ câu này rồi. Đúng không? Thì đảm bảo là các bạn nhìn thấy câu này các bạn đã kinh rồi. Nhưng mà không sao cả. Thầy có cách để cho các em làm được. Hỗn hợp M gồm 3 este x, y, z, x, y, z đều no. Trong đó y và z là 2 este hai chức. Hai chức. Và là đồng phân của nhau. Hai này là đồng phân. Có cùng công thức cấu tạo. Cho 44,4 gam M tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol là 1 nhân 0,75 bằng 0,75. Đun nóng thu được hỗn hợp gồm 2 muối. Thu được hỗn hợp gồm 2 muối và 0,55 mol. Hỗn hợp gồm ancol đơn chức R1OH và hai chức R2OH hai lần. Và hỗn hợp muối, hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hỗn hợp muối trên thì thu được Na2CO3 H2O CO2 0,375 mol. Mặt khác, nếu đốt cháy 44,4 gam M thì mình sẽ thu được CO2 là 1,5 và có cả nước. Bây giờ đề bài hỏi phần trăm khối lượng của X có trong M gần nhất là bao nhiêu? Quá căng. Thế thì các bạn cùng nhìn vào đây nhé. Các bạn cùng nhìn vào đây để mình giải. Mình cứ giải bình tĩnh từ từ thôi. Thứ nhất là mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri. Bởi vì ở đây nói là NaOH vừa đủ. Thì mình bảo toàn natri đây là 0,75. Thì toàn bộ natri trong NaOH chui hết vào trong Na2CO3. Vậy mình sẽ có là 0,75 chia 2 bằng 0,375. 0,375 mol. Đúng không ạ? Thế ra được 0,375 mol rồi. Thì mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon ở trong muối. Carbon trong muối. Thì mình sẽ đi bảo toàn bằng 0,375 nhân 1 cộng 0,375 nhân 1. 0,375 cộng 0,375 bằng 0,75. Số mol carbon trong muối đấy bằng 0,75. Và chúng ta nhìn thấy nó chính bằng số mol của NaOH. Đúng chưa? Nó chính bằng số mol của NaOH. Đấy, đấy là một điều chúng ta cần phải để ý. Ok không? Thế ở đây thì bây giờ mình đã có là số mol của carbon nằm ở bên trong muối của chúng ta bằng 0,75. Thế mà mình bảo toàn carbon thì mình có carbon nằm trong este. Đây. Carbon nằm ở trong M thì chính bằng số mol CO2 bằng 1,5. Vậy từ đó này, số mol carbon trong M thì chính bằng số mol carbon trong muối cộng số mol carbon trong ancol. Đúng không ạ? Số mol carbon trong M thì chính bằng số mol carbon trong muối cộng với lại số mol carbon trong ancol. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol carbon trong ancol. Nó chính bằng 1,5 trừ 0,75 bằng 0,75. Và hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon trung bình trong ancol bằng số mol carbon trong ancol là 0,75 chia cho số mol của ancol bằng 0,55 bằng 0,75 chia 0,55 1,366. 1,366. Được chưa? Mình biết là số mol carbon trong ancol bằng số mol carbon trong muối rồi. Ancol là 1,366, vậy thì suy ra một anh ancol bắt buộc nó phải là gì? CH3OH. Đúng không ạ? Và một anh còn lại nó C2H4OH2 lần. Đây trường hợp số 1, mình còn cái trường hợp số 2 nữa.
Nhưng giải trường hợp số 1 trước. Thế chưa xong ạ. Ở đây mình đã có là số mol carbon trong muối nó chính bằng số mol của natri đều bằng 0,75. Vậy thì suy ra hai muối chúng ta chỉ có thể là tỷ lệ 1:1 giữa carbon và natri, vậy nó chỉ có thể một anh là HCONa. Và một anh là COONa. COONa chỉ có hai anh này thôi. Đúng không ạ? Đấy, câu chuyện nó đơn giản lắm. Thế vậy này. Thế vậy này, bây giờ mình đặt. Giờ mình đi giải nhá. Mình sẽ có là với carbon trong muối biết rồi là 0,075 và số mol của muối, từ từ mình có tìm được không nhỉ? Số mol natri, số mol carbon 2, số mol bằng nhau không được, 0,75 đều 0,75. Mình không làm được ăn gì ở chỗ này, không thể tìm được HCONa. Thế thì bây giờ mình sẽ đi tìm thằng R1OH và thằng R2OH đi. Thì ở đây mình sẽ có là tổng số mol nó bằng 0,5. Đây, tổng số mol hai này bằng 0,05. Mình đặt anh này là x, anh này là y. Thì mình sẽ có hệ phương trình x cộng y bằng 0,05. Và phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn carbon. X cộng 2y thì bằng số mol carbon ở đây là bằng 0,75. Hoàn toàn tới đây mình tìm được x bằng y bằng x bằng 0,75. Sao lại 0,75 mà trừ đi 0,55 chứ nhỉ? 0,55 ạ. À? 0,75 chứ 0,55 thì bằng 0,2. 0,35. Ok chưa? Vậy suy ra một anh este của chúng ta nó sẽ là HCOOCH3. Và anh este của chúng ta nó sẽ là HCOCH3. Anh x đấy. Anh x của chúng ta nó sẽ là HCOCH3. Anh y và anh z đều là đồng phân của nhau. Vậy anh y chúng ta nó sẽ là COOCH3 này, COOCH3. Còn anh z của chúng ta nó sẽ là anh HCOOCH2, HCOOCH2. Hai này đồng phân nhau. Thế thì số mol của anh HCOCH2 nó chính bằng số mol của ethylene glycol. Y đây, y bằng 0,2. Vậy số mol của nó bằng 0,2. Đấy, số mol của anh y này thì ở đây mình tìm được tổng số mol của CH3OH bằng 0,35. 0,35. Chỗ này bắt buộc phải bảo toàn khối lượng, không còn cách nào khác. Mình đặt số mol của HCOCH3 này là A mol và tổng số mol của Y và Z này là B mol này. Thì mình sẽ có hệ phương trình này. Các bạn quan sát nha, mình sẽ có hệ phương trình. Mình sẽ có hệ phương trình đây ạ. Ghi sang bên này cho dễ nhá. A anh là đơn chức này. 2 này là hai chức thì cộng với 2B này thì bằng số mol NaOH là 0,75 này. Phương trình thứ hai, phương trình khối lượng. Anh này phân tử khối là bằng 60A này. Hai này phân tử khối bằng nhau, bằng bao nhiêu nhỉ? Đều phân 44 cộng 15 bằng nhân 2 bằng 118. 118 nhân B thì khối lượng bằng 44,4. Và tới đây mình tìm được A và B. 1 bằng 2 bằng 0,75 bằng 60 bằng 118 bằng 44,4 bằng A bằng 0,15. Thế xong rồi, B bằng 0,3. Và đề bài bảo chúng ta là phần trăm khối lượng của x trong m. Vậy mình tìm được phần trăm khối lượng luôn. 0,15 nhân phân tử khối của nó là 60 chia 44,4 bằng nhân 100%. 20,27%. 20,27% thì gần bằng với lại 20%. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò các em nhé. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án B bò. Đấy chưa? Thì trên đây thầy vừa mới cho chúng ta quan sát được
toàn bộ cái quy trình để mà mình giảm một cái câu mức độ vận dụng cao. Dĩ nhiên là nếu mà thầy giảng như này thì là các em sẽ nhìn thấy là mình sẽ không có đủ thời gian để mình giải trong lúc phòng thi. Nhưng mà các em phải hiểu rằng là đầu tiên thầy phải giảng như vậy để chúng ta hiểu bản chất đã. Xong rồi dần dần từ từ về sau thì những cái kỹ năng nó hoàn thiện rồi, chúng ta sẽ giải này rất nhanh. Ví dụ em chỉ cần nhìn sau này, các em giải, em chỉ cần giải một lần này thôi, em sẽ nhìn thấy là carbon trong muối bằng carbon trong natri, trong carbon số mol carbon trong muối bằng số mol của natri trong muối, vậy thì nó chỉ có thể là hai này. Mình nhẩm rất nhanh ra được khối lượng. Ok chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Để mà chúng ta có được một cái hệ thống lý thuyết nó hoàn chỉnh và những cái hệ thống bài tập nó cơ bản thì các bạn có thể tham khảo khóa học của thầy. Vui lòng inbox cho fanpage để nhận được cái link học thử trong khóa học của thầy. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy. Bye bye, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại vào buổi số 03. Bye bye.